chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm Hàn Quốc Đối với người cao tuổi đang trong tình trạng kén ăn mất ngủ ở à, thưa bạn, đối với người cao tuổi khi họ đã có tuổi rồi thì đồng nghĩa với việc là sức khỏe của họ yếu đi. Chính vì vậy việc họ kém ăn hay thường xuyên mất ngủ, ngủ không sâu giấc luôn là vấn đề mà nhiều người cao tuổi mắc phải. Chính vì vậy việc làm như thế nào để người cao tuổi uh, ăn uống tốt hơn, ngủ tốt hơn, đồng thời là có sức khỏe được tốt hơn là vấn đề đứng rất nhiều người trong chúng ta quan tâm đúng không ạ? Bên cạnh việc bồi bổ các loại thực phẩm bổ dưỡng uh, chứa nhiều dưỡng chất là điều không thể thiếu, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có một số loại thực phẩm chức năng hay là những loại nước uống để tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi. Và chính vì vậy sản phẩm nước hồng sâm đến từ Hàn Quốc là một trong những sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng với dòng sản phẩm nước hồng sâm như các bạn có thể thấy trên tay kiểu anh đây là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người cao tuổi tại hàn quốc sử dụng bởi với dòng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng như nước uống hàng ngày hay chúng ta sử dụng để giải khát tuy nhiên thì những công dụng mà nó mang lại thì cũng vô cùng tốt đối với người cao tuổi trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm nước hồng sâm này nó sẽ khiến cho hệ cơ thể của chúng ta được tốt hơn sức đề kháng của chúng ta được mạnh mẽ hơn Đồng thời là đối với người cao tuổi mà thường xuyên bị mất ngủ, khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm trong một thời gian dài thì họ sẽ ngủ sâu giấc hơn, đồng thời là sẽ không còn bị mất ngủ như trước đây nữa. Còn đối với những người cao tuổi mà khi ăn uống thường xuyên cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng và ăn không ngon thì khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm này, nó sẽ kích thích vị giác của chúng ta, đồng thời là khiến cho người cao tuổi cảm thấy ngon miệng hơn. Và sản phẩm nước hồng sâm đến từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi à, với những tinh chất tốt nhất của nó. Đồng thời như các bạn đều biết đúng không là trong hồng sâm thì có chứa cao lượng chất saponin. Đây là một trong những chất hỗ trợ là ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm xảy đến với chúng ta, chẳng hạn như là ung thư, tiểu đường hay là huyết áp cao chính vì vậy với sản phẩm nước hồng sâm như thế này thì khi mà người cao tuổi sử dụng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe ngăn ngừa được các căn bệnh về già mà ngay thậm chí là khi mà chúng ta thường xuyên bị kén ăn mất ngủ thì người cao tuổi sử dụng sản phẩm này sẽ khiến cho họ sức khỏe tốt hơn đồng thời ăn ngon ngủ ngon hơn và với việc ăn ngon ngủ ngon hơn thì cũng giúp cho cơ thể của người cao tuổi được khỏe mạnh hơn và từ đó ngăn chặn được nhiều căn bệnh xảy ra và với dòng sản phẩm nước hồng sâm này thì mỗi ngày chúng ta có thể uống từ 1 đến 2 chai như trên tay Kiều Anh đây. Và thời điểm tốt nhất để uống sản phẩm này đó chính là vào buổi sáng và buổi tối. Khi mà buổi sáng lúc mà bụng chúng ta rỗng thì nên uống, còn buổi tối thì trước khi đi ngủ thì nên sử dụng sản phẩm này. Và điều quan trọng đó chính là với sản phẩm này thì nên bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát và khi đã mở nắp ra rồi thì chúng ta nên uống hết luôn. Và các bạn hãy nhớ giúp kiểu Anh Với một sản phẩm như thế này thì sẽ có 10 lọ bên trong Và với 10 lọ này thì trong quá trình chúng ta sử dụng Khi mở nắp rồi thì hãy dùng hết như kiểu Anh vừa kể trên và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.